Mới đây, quận ủy Cái Răng hội nghị sơ kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024. 6 tháng 3, Ban Thường vụ quận ủy thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các cấp quỹ chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, thành ủy và địa phương liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp các ngành, cơ quan, chức năng, đơn vị phối hợp nắm chắc tình hình, quy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng chống tội phạm. Qua đó phát hiện 140 vụ, 384 đối tượng vi phạm pháp luật, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, kinh tế, ma túy và môi trường. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện tốt. Thời gian tới, các ngành khối nội chính, ủy ban nhân dân các phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về tôn giáo, xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, thường xuyên kiểm tra việc xây dựng không phép sai phép phối hợp chặt chẽ trong việc kiến nghị khởi tố và tiếp nhận giải quyết tốt các tin tố giác tội phạm tăng cường các biện pháp nắm tình hình đối tượng giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn